ngày chuối mưa quả dây mua hẳn vào ăn kìa. Em nhớ là dây buồn nơi đau khi có cô đơn từng dòng tin đến vô cho ai vẫn thấy những con giờ sống mọi lần anh vẫn mà sao trong anh buồn thêm anh nghe cơn vắng đang về như em gần kề đến anh chưa đôi mắt anh tìm nhưng không thấy em ở đâu đây anh yêu em quá vẫn rồi nên ngỡ như em về thôi. Maybe I'm a bird following the seasons. This is what I've learned. Xin chào tất cả các bác nhá. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi. Anh em đang có mặt ở Thanh Thủy, Phú Thọ để lắp cho gia đình anh Minh một bộ âm thanh karaoke giải trí trong dịp Tết này. Đây, đây là nhà của anh Minh nhá. Bộ dàn của anh thì sẽ bao gồm một đôi loa CF PR12 và một subwoofer của DMX Sub40. Ok, bây giờ anh em sẽ chuyển đồ vào nha. Đây là không gian phòng khách của anh Minh. Một đôi loa CF kết hợp với subwoofer của DMX 15B. Đây là micro DB550 quản lý nguồn và vang số DBS650. Đây, chiếc loa đầu tiên CF PR12. Rồi, cho luôn lên kệ đi em. Rồi, một chiếc. Ok, loa và sub đã vào vị trí. Giờ anh em bắt đầu đấu dây loa và ghép tủ kỹ thuật. Cấu hình của anh sẽ bao gồm một chiếc âm ly Denton 4 kênh 8004, mỗi kênh là 800W. Tiếp theo là vang số DBS650, quản lý nguồn. Và không thể thiếu một bộ micro không dây DB550 25A. Bạn kỹ thuật đang bắt tay này. Đấy, sau khi bắt tay xong thì sẽ thít các cái tay này vào với nhau. Mọi lần anh vẫn nắng, không đau bằng những lúc này.
nguyện nào. Em phải hôm qua về em về gì karaoke CF rất là hay phải không ạ? Bây giờ thì anh em sẽ chào tạm biệt bác chủ và về Hà Nội thôi. Xin chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.